Đừng tiếc một phút xem ngay video này vì Pharma City sẽ giúp bạn phòng ngừa một số rủi ro sức khỏe quan trọng mà bạn rất dễ gặp phải trong năm mới. Có phải là bạn đang cố gắng làm việc ngày đêm, não hoạt động 100% công suất, ăn uống thì qua loa với mục tiêu hoàn thành nhanh chóng deadline và mơ ước về một cái Tết thảnh thơi, chơi thả ga không? Sự thật là khi một cơ thể làm việc quá sức, cộng thêm chế độ ăn uống nhiều calo, nhiều cholesterol, dầu mỡ và sinh hoạt kém điều độ trong ngày Tết sẽ dễ khiến chúng ta gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Điển hình là nguy cơ tăng mỡ máu, rối loạn tuần hoàn não, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tăng huyết áp. Vậy nên, đừng ý y nha bạn ơi, dù có chạy show cuối năm thì cũng nhớ ưu tiên sức khỏe. Từ hôm nay, hãy bắt đầu bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể để ăn Tết vui vẻ. Sản phẩm thứ nhất bạn nên thử sẵn đó là Felix Ginkgo Biloba Maze B6 hộp 60 viên của thương hiệu Felix xuất xứ từ Mỹ. Đây là trợ thủ đắc lực cho sức khỏe não bộ, giúp bổ sung chất sắt bạch quả, Maze, vitamin B6, tăng cường tuần hoàn não, bộ não, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ do thiểu năng tuần hoàn não. Thứ hai là Costa Omega 3 1000mg của thương hiệu Costa xuất xứ từ Úc. Trong một viên nem mềm chứa đến 300mg, Omega 3 được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, có khả năng chuyển hóa và hấp thụ tốt hơn, giúp bổ sung EPA và DHA, hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch và mắt. Ngoài ra, còn hỗ trợ các vấn đề về tăng huyết áp, béo phì, tăng trí nhớ và giảm căng thẳng. Các sản phẩm đều dạng viên nang và mỗi ngày chỉ cần dùng một viên, không lo quên hay mất thời gian khi sử dụng đâu bạn nha. Ngoài ra, giá cả còn rất phải chăng, cũng là một điểm cộng mà bạn không thể bỏ qua. Đặc biệt, Pharma City đang có ưu đãi giảm 20%, cùng cơ hội trúng giải đặc biệt lên đến 5 chỉ vàng SGC 4 số 9 khi mua các sản phẩm Costa và Felix từ 1 tháng 1 đến 29 tháng 2 năm 2024. Tràn đầy sức khỏe, đón năm mới bình an và còn có cơ hội trúng lọc vàng. Chờ gì nữa mà không đến Pharma City mua ngay Costa và Felix bạn nhé.